Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày 30 tháng 5 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể về thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Nhờ những thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm bước sang giai đoạn phục hồi nhanh chóng và đã xuất hiện những gam màu sáng. Xuất nhập khẩu là một trong những điểm sáng nhất của bức tranh kinh tế Việt Nam, đặc biệt hoạt động xuất khẩu đóng góp tích cực cho tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Ngày 30 tháng 5, Quốc hội đã dành cả ngày để thảo luận phiên toàn thể về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Nhiều đại biểu nhận định, luật quy hoạch khi có hiệu lực đã đặt nền tảng pháp lý rất quan trọng trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy định các nội dung mang tính chiến lược trong phát triển tỉnh, thành, vùng và quốc gia. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng chỉ ra những bất cập tồn tại trong quá trình thực hiện. Vì vậy, việc Quốc hội thành lập đoàn giám sát tối cao về thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch là rất tích cực, cầu thị và phù hợp với thực tiễn. Nhiều đại biểu đánh giá, việc lựa chọn chủ đề giám sát tối cao của Quốc hội là rất trúng và đúng, nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế hiện nay. Bởi làm tốt quy hoạch sẽ trở thành động lực cho tăng trưởng, dẫn dắt, định hướng và thể hiện tầm nhìn lâu dài cho sự phát triển bền vững của các lĩnh vực, các ngành và của từng địa phương. Tôi cho rằng đây là một cái chuyên đề giám sát đang mang tính thời sự rất cao và tôi nhất trí cơ bản với báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội. Đây là điều kiện, là tiền đề để Chính phủ, Quốc hội xem xét lại một cách nghiêm túc, căn cơ việc xây dựng và tổ chức thực hiện luật quy hoạch. Ngay tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội 10 năm đã quyết định lựa chọn chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch để giám sát tối cao trong năm 2022. Có thể nói, đây là một quyết định hết sức đúng đắn, sát thực tiễn và kịp thời của Quốc hội chúng ta. Việc lựa chọn nội dung, thời điểm giám sát và tính kịp thời trước những vấn đề đang gặp khó khăn, vướng mắc ngay trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch là điểm mới trong nội dung giám sát. Điều này sẽ có tác động rất tốt để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về thể chế cũng như các giải pháp để thúc đẩy tiến độ và nâng cao chất lượng quy hoạch. Cùng với đánh giá cao chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội, nhiều đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra rằng việc thực hiện công tác quy hoạch trong thực tiễn đang gặp nhiều bất cập, trong đó có việc chậm lập và phê duyệt quy hoạch, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện hay vẫn còn tình trạng sao chép quy hoạch. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi bỏ tiền ra đầu tư ở một địa phương, lĩnh vực nào đó, vấn đề đầu tiên là họ xem cam kết chính trị của nhà nước, của chính quyền đó như thế nào. Một thực tế là công tác này chúng ta triển khai rất là chậm. Mà theo như báo cáo thì hiện tại chỉ có 7 trên 111 quy hoạch được phê duyệt. Như một số đại biểu đã nêu, chưa có quy hoạch thì biết đầu tư ở đâu. Mỗi quy hoạch có thông số, chỉ tiêu kỹ thuật, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn khác nhau thì việc tích hợp sẽ được thực hiện thế nào? Bên cạnh đó, việc tồn tại gần 20.000 quy hoạch thời kỳ 2010-2020 được điều chỉnh kéo dài thời gian, điều chỉnh nội dung và được tích hợp cho đến khi quy hoạch quốc gia, vùng và tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt thì bộ lọc nào để có thể chạy và rà soát điều chỉnh bổ sung và loại bỏ những quy hoạch không phù hợp. Một số đơn vị phải thực hiện nhiều đồ án quy hoạch cho địa phương, thậm chí là copy quy hoạch từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ huyện này sang huyện khác, từ xã này sang xã khác, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng quy hoạch. Trong khi đó, pháp luật về quy hoạch chưa có cơ chế ràng buộc, khống chế về số lượng quy hoạch mà một đơn vị tư vấn có thể đảm nhận trong một đơn vị thời gian. Các đại biểu đồng thời chỉ ra nguyên nhân cả khách quan và chủ quan khi đánh giá về những bất cập trong thực hiện công tác quy hoạch. Tôi thấy rằng chúng ta thực hiện luật quy hoạch trong điều kiện khó khăn, chồng khó khăn về nhân lực. Đó là trong nước thì năng lực của hầu hết tổ chức tư vấn chưa đáp ứng được yêu cầu quy hoạch tổng hợp. Đối với chuyên gia nước ngoài thì cũng có những hạn chế bất cập nhưng không am hiểu về lịch sử, văn hóa, luật pháp, không am hiểu sâu sắc về tiềm năng lợi thế vùng và tỉnh. Do đó, tuy nhiều quy hoạch còn chậm, nhưng nếu chúng ta đạt mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 phê duyệt toàn bộ các quy hoạch thì đây cũng là một thành công trong điều kiện khó khăn về nhân lực. Nguyên nhân chủ quan quan trọng nhất là do luật quy hoạch và các luật, các văn bản hướng dẫn thi hành còn mâu thuẫn, chồng chéo, nhiều bất cập. Đã phát hiện có 318 nội dung vướng mắc từ các quy định pháp luật phát sinh trong thực tiễn
cần kiến nghị sửa đổi bổ sung. Vâng, trong những bất cập tồn tại nói trên, cũng tại phiên thảo luận ngày 30 tháng 5, nhiều đại biểu Quốc hội và các thành viên chính phủ đã đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng lập quy hoạch cùng cam kết tiến độ giai đoạn tới. Một số đại biểu nhấn mạnh, công tác quy hoạch muốn thực hiện tốt phải bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 10 năm, luật quy hoạch và các quy định pháp luật có liên quan. Quá trình lập quy hoạch phải bám sát thực tiễn, đánh giá được tiềm năng, lợi thế, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng bộ ngành và địa phương. Và một trong những giải pháp được các đại biểu đề cập đó là tập trung nâng cao hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia. Các bộ ngành địa phương cần tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp để nâng cao hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia nhằm kịp thời cập nhật, chia sẻ thông tin để bảo đảm tính công khai, minh bạch, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về quy hoạch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư có hướng dẫn cấu trúc dữ liệu chuẩn cần tích hợp trong JIP ở các cấp độ quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh, để sau khi các loại quy hoạch được lập và quyết định hoặc phê duyệt thì có thể tích hợp thành dữ liệu chung Big Data ở cấp độ quốc gia cũng như cấp vùng. Lập quy hoạch từ trên xuống hay quy hoạch từ dưới lên cũng là vấn đề mà các đại biểu đặt ra trong quá trình giám sát. Bởi với cách làm hiện tại, việc mâu thuẫn giữa quy hoạch cấp dưới và quy hoạch cấp trên là khó tránh khỏi. Khi quy hoạch cấp thấp hơn được quyết định hoặc phê duyệt, trong khi các quy hoạch cấp cao hơn chưa được quyết định hoặc phê duyệt, sẽ dẫn đến việc quy hoạch cấp thấp hơn sẽ phải điều chỉnh, thậm chí là điều chỉnh nhiều lần, gây lãng phí về thời gian, tốn kém về nguồn lực. Vì vậy, tôi cho rằng quy định cho phép lập đồng thời các quy hoạch chỉ phù hợp với thời kỳ đầu lập quy hoạch, cần bổ sung vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định sau thời kỳ lập quy hoạch 2021-2030, việc lập các quy hoạch phải tuân thủ nguyên tắc quy hoạch cấp cao hơn phải lập trước, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch cấp thấp hơn. Giải trình một số vấn đề mà các đại biểu nêu ra, Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra các giải pháp trong thời gian tới, cùng với cam kết tiến độ thực hiện lập quy hoạch các cấp. Bộ thống nhất về các giải pháp chủ yếu trước mắt mà Chính phủ đã đề xuất, đó là đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết nhằm tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc bất cập để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quy hoạch ngành và quy hoạch các cấp thời kỳ 2021-2030, bổ sung các nội dung như bổ sung quy hoạch về điều chỉnh cục bộ quy hoạch, trong đó quy định về tiêu chí, nguyên tắc điều chỉnh cục bộ, quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ. Bộ Kế hoạch Đầu tư chúng tôi xin nhận trách nhiệm tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, chỉ đạo các bộ ngành cơ quan liên quan rồi các địa phương, ưu tiên là sẽ phấn đấu hoàn thành cái quy hoạch cấp quốc gia và một số cái quy hoạch quan trọng cấp bách trong năm 2022. Và còn các cái quy hoạch khác thì sẽ được tổ chức triển khai và hoàn thành dứt điểm trong năm 2023. Theo kế hoạch, nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề này sẽ tiếp tục được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội biểu quyết thông qua vào cuối kỳ họp. Sau khi theo dõi phiên thảo luận của Quốc hội, nhiều cử tri cho rằng báo cáo giám sát của Quốc hội đã đánh giá chính xác, toàn diện cả về những mặt tích cực và hạn chế của công tác quy hoạch. Quốc hội đánh giá rất chính xác và biện pháp giải pháp thực hiện thì chúng tôi rất tin tưởng rằng sẽ được. Vì sao? Vì quy hoạch này nó có từ lâu rồi, nhưng mà chúng ta thực hiện nó chưa đồng bộ, chưa chồng chéo. Cho nên qua những thớt đợt này thì chúng tôi là người dân mà thấy báo cáo phải nói là rất chính xác, rất chặt chẽ. Những cái khái niệm, những cái kiến thức, những cái nội dung mà các đại biểu thảo luận ấy, nó cũng thể hiện cái như là cái mong muốn của cái cử tri cả nước đối với một vấn đề mà khá là phức tạp, đấy là công việc công tác quy hoạch. Thì đây cũng là một cái phiên mà nó vừa có cái tính là nguyên tắc nhưng cũng có cả những tính thực tiễn, vừa có tính coi như là quốc gia nhưng cũng có cả những ý kiến của các cái thực tiễn của địa phương, thì tôi thấy là khá phong phú và sinh động. Cái hơi thở của cuộc sống nó đã được truyền tải thông qua các đại biểu Quốc hội vào trong nghị trường, trong vấn đề thảo luận về vấn đề tổ chức thực hiện luật quy hoạch.
thì tôi cũng nhận thấy là tôi rất đồng tình với rất nhiều ý kiến của các đại biểu trong đó, và nó cũng phản ánh những cái quan điểm của đoàn đánh giá Quốc hội là gì, những cái trở ngại nó đến từ đâu. Đặc biệt là các đại biểu cũng rất quan tâm là chúng ta chưa có cái quy hoạch tổng thể quốc gia, mà trong khi đó thì chúng ta đã phải tiến hành thực hiện các cái quy hoạch ở các cấp địa phương, thì liệu như vậy nó có phù hợp hay không. Và tôi nghĩ rằng là cái cách giải quyết là gì, cùng đồng lòng để xây dựng các quy hoạch cùng một lúc, và chúng ta sẽ điều chỉnh khi mà thực hiện. Ngoài những cái vấn đề của các đại biểu Quốc hội họ đã nêu ấy, thì thực sự là cái vấn đề quy hoạch ấy, thì chúng ta thấy rằng là ở đây là một cái phiên mà chúng ta nhìn lại, giám sát lại cái quá trình thực thi luật quy hoạch. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống ấy, thì có lẽ là luật quy hoạch còn nhiều vấn đề sẽ cần phải chỉnh sửa ngay trong luật trong thời gian tới. Cử tri cũng mong muốn trên cơ sở các ý kiến của đại biểu Quốc hội đưa ra, các bộ, ngành, địa phương sẽ tháo gỡ những vướng mắc khó khăn cho vấn đề quy hoạch trong thời gian tới. Ngày 30 tháng 5, tiếp Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam Gareth Wood, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Anh. Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tiếp xúc tham vấn tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại sứ Gareth Wood tiếp tục làm cầu nối cho việc tăng cường quan hệ giữa hai quốc hội, đề xuất các hoạt động hợp tác hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2023. Đại sứ Gareth Wood cho biết, các nhà lãnh đạo Nghị viện Anh rất mong đợi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Anh và nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Anh trong các lĩnh vực như nâng cao tính minh bạch trong quản trị công, xây dựng khung khổ pháp lý cho kinh tế số, phát triển công nghệ cao, v.v. Cùng ngày, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã triển khai quyết định kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Đảng ủy Công an Trung ương. Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo quyết định được công bố, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc kinh tế tham nhũng. Thời gian lấy số liệu kiểm tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Cùng ngày, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cũng đã triển khai quyết định kiểm tra về các nội dung này tại tỉnh ủy Gia Lai. Đây là hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm đánh giá mặt được và chưa được, đồng thời phát hiện và kiến nghị xử lý nếu có vi phạm. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Xuất khẩu gạo của Việt Nam vào thị trường ASEAN có xu hướng tăng mạnh thời gian gần đây. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để nâng cao giá trị xuất khẩu gạo. Trận mưa lớn kỷ lục chiều 29 tháng 5 đã khiến cho cuộc sống của người dân thủ đô thực sự bị đảo lộn. Việc khắc phục hậu quả ống lụt cũng rất vất vả và kéo dài. Thưa quý vị, thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đã trở thành điều kiện quan trọng giúp cho nền kinh tế trong 5 tháng qua bước sang một giai đoạn phục hồi nhanh chóng. Hầu hết các ngành, các lĩnh vực đều trên đà tăng trưởng trở lại. Hoạt động sản xuất, kinh doanh rồi đời sống của người dân thì dần ổn định và phát triển trong trạng thái bình thường mới. Bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm cũng đã xuất hiện những gam màu sáng. Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 5 ước đạt 4% so với tháng trước, qua đó giúp chỉ số này trong 5 tháng qua tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng qua tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng 57,8%, trong khi số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể giảm 14%. Bên cạnh đó, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 5 tháng đầu năm đạt 11,71 tỷ đô la Mỹ. Điểm sáng trong lĩnh vực này là số vốn thực hiện đạt trên 7,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nguồn vốn quan trọng thể hiện thước đo hiệu quả thu hút FDI. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước cũng khả quan khi 5 tháng đạt 147,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước 5 tháng qua đạt trên 305 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 16,3%, nhập khẩu tăng 14,9%, xuất khẩu cao hơn nhập khẩu đã giúp cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm xuất siêu trên 516 triệu đô la Mỹ.
Những con số vừa rồi cho thấy xuất nhập khẩu đã trở thành một trong những điểm sáng nhất của bức tranh kinh tế Việt Nam trong 5 tháng đầu năm. Trong đó thì hoạt động xuất khẩu tuy có gặp nhiều khó khăn nhưng đã có sự tăng trưởng rất ấn tượng, đóng góp tích cực cho tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế. Dệt may là một trong những ngành hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất từ đầu năm tới nay. Như doanh nghiệp may mặc này, 5 tháng qua kim ngạch xuất khẩu đã tăng tới 25% so với trước dịch, còn so với cùng kỳ năm ngoái tăng tới 35%. Doanh nghiệp cho biết những chủ trương về phòng chống dịch và phục hồi kinh tế đã giúp doanh nghiệp có thể ổn định sản xuất, đáp ứng được những đơn hàng dài hơi. Hỗ trợ các cái doanh nghiệp để phục hồi kinh tế như là hỗ trợ cái lãi suất, rồi giảm cái thuế VAT, rồi hỗ trợ những cái người lao động để khuyến khích người lao động quay trở lại cái công việc của mình. Đặc biệt nghị quyết của chính phủ về cái việc là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả cái dịch Covid, đảm bảo cho cái doanh nghiệp của chúng tôi có thể tính được cái kế hoạch theo tháng, thậm chí là theo quý và theo 6 tháng được sản xuất liên tục. Kết quả này tiếp nối đà tăng trưởng từ quý 4 năm ngoái, sau khi nghị quyết 128 của chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 được ban hành. Các rào cản được tháo gỡ, sản xuất xuất khẩu phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Nhờ vậy, cán cân thương mại đã đảo chiều, từ nhập siêu sang xuất siêu. Các doanh nghiệp cũng có cơ hội để sớm bắt tay vào phục hồi sản xuất, kịp thời nắm bắt các thời cơ. Đây là những lô vải nguyên liệu được sản xuất tại Việt Nam, vừa được nhập về nhà máy. Thời gian gần đây thì đang có thêm nhiều hơn những lô hàng như thế này được nhập khẩu về từ Ấn Độ, từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc, từ châu Âu, với mục tiêu hướng tới là giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc và khắc phục tình trạng thiếu nguyên liệu cho sản xuất hiện nay. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tận dụng rất tốt các hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Kim ngạch xuất khẩu sang EU, ASEAN và các thị trường mới như Canada, Mexico đều ghi nhận tăng trưởng mạnh. Xuất khẩu thì bao giờ nó cũng là một cái biến số trong cái phương trình GDP. Cho nên khi mà xuất khẩu tăng thì nó sẽ kéo theo GDP của cả nước tăng theo. Và chúng ta cũng thấy rồi là GDP của 3 tháng đầu năm thì đã tăng hơn 5%. Và nhiều dự báo cho thấy là GDP của quý 2 tăng trưởng đến 5,6%. Cũng theo nhận định của Bộ Công Thương, sau dịch bệnh, những chính sách hỗ trợ phục hồi là sự kích thích rất cần thiết và quan trọng để nền kinh tế trở lại bình thường và từ đó đủ nội lực để tự vận hành và vượt qua những thách thức trong thời gian tới. Vâng, và chắc chắn trong bức tranh tăng trưởng của xuất khẩu thì không thể không nhắc tới sự đóng góp của các mặt hàng nông sản. Thêm một tín hiệu vui nữa cho xuất khẩu nông sản khi mà lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên của niên vụ 2022 vừa xuất hành sang thị trường Nhật Bản. Lễ cắt băng xuất khẩu vải thiều Thanh Hà năm 2022 vừa được tổ chức với sự tham dự của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương. Hơn 10 tấn vải thiều đã hoàn thành xong các thủ tục kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để lên đường sang Nhật Bản. Cũng trong sáng ngày 29 tháng 5, thì 3 tấn vải thiều Thanh Hà đã khởi hành xuất khẩu sang châu Âu. Hiện diện tích vải toàn tỉnh Hải Dương giữ ổn định ở gần 9.000 ha với tổng sản lượng là 60.000 tấn. Số vùng sản xuất vải Việt Gap, Global Gap của địa phương này là hơn 50 vùng đều được chứng nhận đạt chuẩn xuất khẩu sang những thị trường khó tính. Thưa quý vị, xuất khẩu gạo của Việt Nam vào thị trường ASEAN thì có xu hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang 4 thị trường hàng đầu ASEAN gồm Philippines, Malaysia, Indonesia và Singapore chiếm tới 52% về lượng và 49% về kim ngạch so với tổng lượng và tổng giá trị xuất khẩu gạo của cả nước. Sự tăng trưởng này là một tín hiệu tích cực. Song nếu mà nhìn nhận về góc độ thị trường thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể nâng cao giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam. Đây là gạo Việt Nam nhưng được bán dưới thương hiệu của siêu thị Fairprice. Fairprice cùng với Sheng Song là hai chuỗi siêu thị lớn của Singapore mà từ nhiều năm qua đã nhập và bày bán sản phẩm gạo của Việt Nam. Theo thương vụ Việt Nam tại Singapore, kim ngạch nhập khẩu gạo của Việt Nam vào Singapore năm 2021 tăng mạnh 20,23%. Chủ yếu là nhờ tăng nhập khẩu gạo tẻ trắng. Kết quả này một phần là do chất lượng gạo tẻ trắng của Việt Nam tốt, một phần là do giá cả cạnh tranh. Hiện nay gạo Việt Nam đang chiếm khoảng 26% thị phần gạo của Singapore. Thế thì mặt được thì cho thấy rằng là xuất khẩu gạo sang thị trường Singapore mặc dù là
là thị phần tốt và số lượng lớn. Tuy nhiên thì cái giá trị thì vẫn chưa được cao và cái thương hiệu sản phẩm gạo của Việt Nam thì chưa được biết nhiều đến ở tại Singapore. Tất nhiên là trong các bao bì nhãn mác của các sản phẩm thì vẫn ghi là sản phẩm gạo của Việt Nam. Tuy nhiên thì sản phẩm gạo của doanh nghiệp nào và của thương hiệu gì thì hiện nay không chưa được rõ. Gạo Việt Nam nhưng mang thương hiệu của doanh nghiệp nước sở tại cũng là câu chuyện ở Malaysia. Theo thương vụ Việt Nam tại đây, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Malaysia tăng rất nhanh. Tính từ đầu năm đến hết tháng 4 năm nay, Việt Nam đã xuất trên 113.000 tấn gạo, tương đương 60 triệu đô la Mỹ. Gạo Việt Nam vào Malaysia theo phương thức hợp đồng giữa hai chính phủ, trong đó công ty BH của Malaysia độc quyền nhập khẩu gạo trắng là loại gạo tiêu thụ chủ yếu ở Malaysia. Về mức độ nhận diện gạo của Việt Nam vào Malaysia gần như là rất ít, vì khi gạo Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia theo dạng thô đóng theo công và doanh nghiệp Malaysia sau đó họ sẽ đóng gói và phát thương hiệu của doanh nghiệp nước sở tại Malaysia, chứ hiện nay là chưa có gạo của Made in Việt Nam tại các cái kệ hàng tại siêu thị. Ngoài Malaysia và Singapore thì Indonesia, Philippines và Brunei cũng là những nước ASEAN nhập khẩu gạo của Việt Nam. Trong đó Philippines là nước nhập nhiều nhất gạo Việt Nam mà theo số liệu năm 2021 có khối lượng là 2.450.000 tấn, trị giá 1,25 tỷ đô la Mỹ. Rõ ràng là việc xuất khẩu gạo vào thị trường ASEAN dù có số lượng lớn nhưng dưới thương hiệu nước ngoài, về lâu dài không mang lại hiệu quả cao cũng như uy tín cho gạo Việt Nam. Đòi hỏi các bộ ngành và doanh nghiệp Việt Nam cần tìm ra những hướng đi mới để khai thác tiềm năng của thị trường ASEAN với hơn 700 triệu dân. Và để thông tin rõ hơn về tiềm năng xuất khẩu gạo sang thị trường ASEAN, cũng như một số biện pháp xúc tiến thương mại để nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương. Thưa ông, có nhiều ý kiến hiện nay cho rằng là Việt Nam vẫn còn có nhiều dư địa hay là tiềm năng để có thể đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu gạo sang thị trường ASEAN. Ông có nhận định như thế nào về ý kiến này? Với cái thị trường Indo ấy, thì đây là một cái thị trường có quy mô dân số đứng thứ tư trên thế giới và có nhu cầu rất lớn về mặt hàng nông sản, đặc biệt là gạo. Tuy là nước sản xuất gạo nhưng mà nước này thì vẫn phải nhập khẩu gạo do phải đảm bảo về cái lượng gạo dự trữ quốc gia và cái năng suất trồng lúa gạo của Indo thì còn thấp. Ở tại Malaysia thì gạo cũng được xem là một cái thực phẩm chính của người dân nhưng nước này thì chỉ có 0,7 triệu hecta để trồng lúa gạo thôi. Diện tích thì ít nhất ở Đông Nam Á về lúa gạo, nên không đáp ứng được với nhu cầu cung cấp lúa gạo. Về Singapore, thì Singapore là nước có thu nhập bình quân đầu người cao, nên nhu cầu ăn gạo chất lượng cao ngày càng tăng. Và từ xu hướng của thị trường ASEAN đối với gạo chất lượng cao, thì chúng ta có thể thấy rằng đây là một trong những cái cơ hội để Việt Nam có thể tăng cường tập trung xuất khẩu gạo, sản xuất gạo chất lượng cao, cho cái giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn hơn, đồng thời giảm cái cạnh tranh về giá đối với các nước chuyên sản xuất gạo giá rẻ và các cái loại gạo đặc sản của Việt Nam như ST24, ST25 thì hoàn toàn có thể cạnh tranh và đáp ứng tốt với nhu cầu của nhiều thị trường ASEAN trong thời gian tới. Theo ông thì phía chính phủ cũng như doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để giải quyết câu chuyện gạo Việt Nam xuất khẩu lại bán dưới thương hiệu nước ngoài? Đối với doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam thì cần phải quan tâm đến việc xây dựng và cái quảng bá thương hiệu gạo của Việt Nam tại thị trường ASEAN. Bởi vì hiện nay thì một số thị trường ở trong khu vực ASEAN ấy, gạo Việt Nam thì cũng chưa thực sự được nhận diện chính thức mà đôi khi vẫn phải thông qua các cái doanh nghiệp phân phối ở nước sở tại. Các cái công ty gạo của Việt Nam cũng cần phải xem xét để mở các cái chi nhánh hoặc các hệ thống công ty con tại các cái nước ASEAN để mở rộng và phát triển cho thị phần gạo để nâng cao cái hiệu quả xuất khẩu gạo sang ASEAN thì các cái doanh nghiệp, các cái nhà sản xuất gạo cũng như là các cái cơ quan như Bộ Nông nghiệp hay là các địa phương thì cũng cần rà soát lại cái nhu cầu nhập khẩu của từng thị trường trong ASEAN, xác định những cái thị trường mà tiêu thụ gạo phẩm cấp cao, phẩm chất thị trường với giá rẻ, thị trường tiêu thụ gạo cao cấp, gạo thơm để phân biệt giữa các cái thị trường này và tập trung cho cái việc sản xuất cho nó phù hợp với từng cái thị trường. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng cần phải chú trọng với các cái chính sách thương mại với các nước trong khu vực, tận dụng tối đa những cái lợi thế của FTA giữa các nước ASEAN với các đối tác ở trên thế giới.
Ngoài ra thì cũng cần phải tiếp tục cải thiện về cái trình độ công nghệ nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của mặt hàng gạo và chuyển dịch cái cơ cấu sản phẩm. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị, với người dân thủ đô Hà Nội thì trận mưa lớn kỷ lục vào chiều ngày 29 tháng 5 đã khiến cho cuộc sống thật sự là bị đảo lộn. Khi ở ngoài đường thì xe chết máy rồi giao thông tê liệt và có cảm giác như là phải bơi giữa dòng nước để trở về nhà. Rồi khi về đến nhà thì nhiều người lại phải chật vật kê dọn đồ đạc, bơm tát nước từ trong nhà ra ngoài đường. Nhiều cơ quan công sở nhà dân không kịp trở tay nên suốt đêm ngày 29 cho đến trưa ngày 30 tháng 5, việc khắc phục hậu quả úng lụt vẫn tiếp tục. Hai chiếc máy bơm chạy hết công suất. Bên dưới tầng hầm của trường mầm non này, nước vẫn còn ngập sâu đến gần 40cm. Không chỉ toàn bộ hệ thống tủ điện và máy phát điện bị hư hỏng, khu bếp cũng bị úng ngập nặng. Hôm nay nhà trường cho con tạm thời nghỉ học. Rất là may mắn là phường cũng đã kịp thời hỗ trợ nhà trường ạ. Hai máy bơm có thể phải đến trưa nay hết được lượng nước trong hầm ạ. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh cũng không kịp trở tay. Như với cơ sở làm biển quảng cáo này, một số thiết bị máy móc trị giá hàng chục triệu đồng đã bị hư hỏng. Trong khi đó, các gara ô tô thì hoạt động hết công suất. Những chiếc xe hỏng phải sửa chữa mất từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Ở gia đình này, nền nhà dù đã được tôn cao hơn 30cm so với cốt nền đường, nhưng cũng chẳng ăn thua. Đầu tiên nó mưa nhỏ thì còn khênh cát cái nước để coi nhà chặn, nhưng mà đến khi nó mưa to quá không thể làm gì nữa. Hôm qua dọn đến 10 giờ, hai vợ chồng nó đến con. Thôi là còn nghỉ mệt quá nghỉ đến sáng nay tiếp tục. Thống kê cho thấy chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, lượng mưa chiều qua tại Láng lên tới 138mm. Đây là lượng mưa ngày lớn chưa từng có trong gần 40 năm qua, vượt kỷ lục cũ năm 1986. Ở Cầu Giấy, lượng mưa còn ghi nhận 182mm, xấp xỉ lượng mưa của cả tháng 5 cộng lại. Tần suất xuất hiện lượng mưa 180mm trong 2 giờ đồng hồ như vậy, phải 100 năm mới xảy ra một lần. Tổng lượng mưa trong chiều qua, nếu so sánh với trận lụt lịch sử 2008 ở Hà Nội thì không bằng. Nhưng do mưa rất to trong thời gian ngắn, nên hệ thống thoát nước của thành phố đã bị quá tải. Công tác khắc phục hậu quả của trận mưa lụt lịch sử chiều tối ngày hôm qua thì vẫn còn đang tiếp diễn. Ví dụ như là với gia đình này, đang tiếp tục phải bơm hút nước bị úng ngập ở tầng hầm thang máy của gia đình. Và điều mà người dân lo lắng là Hà Nội được dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn trong vòng 1-2 ngày tới. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website vtvgo.vn hoặc là tải ứng dụng VTV Go từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.